Cái bài tập chương 1 trong cái môn toán kinh tế của mình đó là thường là cái bài tập dạng liên quan đến mô hình cân đối liên ngành. Ví dụ như mình có một cái bài tập như thế này. Trong mô hình cân đối liên ngành cho ma trận hệ số kỹ thuật và ma trận cầu cuối như thế này. Đó, thì yêu cầu thứ nhất là cho biết ý nghĩa con số ở dòng 3 cột 2 của ma trận A. Và câu B thì tìm tổng cầu của từng ngành. Thì đối với câu A đó thì ở ma trận A đó thì em thấy là cái phần tử ở dòng dòng 2 hay dòng 3 cột dòng 3 cột 2 của ma trận A đó chính là phần tử này. Không? Và ở đây mình sẽ ký hiệu nó là A 32, A 32. Đấy, thì phần tử ở dòng 3 cột 2 nó chính là A 32. Đó, thì trước tiên là em phải ghi được cái ký hiệu của nó và ghi cái giá trị của nó ra. Đó chính là A 32 bằng 0,2. Rồi sau đó em hãy lưu ý nghĩa của con số này. Thì chỗ này các em nhớ cho thầy đó là nó có hai cái chỉ số phía trước và chỉ số phía sau. Chỉ số phía trước là số 3, chỉ số phía sau là số 2. Thì cái ý nghĩa của con số này á có nghĩa là để sản xuất ra 1 đồng giá trị sản phẩm của ngành 2. À, tức là cái ngành mà cần sản xuất ra nó nằm ở cái ngành cần sản xuất á là cái ngành mà nó nằm ở chỉ số phía sau là đó. À, để sản xuất ra 1 đồng giá trị sản phẩm của ngành 2. Lưu ý ở đây cái ma trận này nó ở dạng là giá trị cho nên mình phải nói là 1 đồng giá trị sản phẩm của ngành 2. Thì cái ngành 3 đó, ngành 3 cần phải cung cấp trực tiếp cho ngành 2 một lượng sản phẩm lượng sản phẩm không biết bao nhiêu nhưng mà nó phải có giá trị là 0,2 đồng. Thì ý nghĩa con số 0,2 là như thế. Đó. Đấy thì các em lưu ý không? Thì cái ngành sản xuất đó là cái ngành số 2 này ở phía sau này, còn cái ngành cung cấp là cái ngành ở phía trước. Còn cái chỉ số dòng là nó cho biết là cái ngành là cung cấp, còn cái chỉ số cột là nó cho biết cái ngành sản xuất. Thì ở câu B đó thì tìm tổng cầu của từng ngành đó thì chúng ta phải phải nhớ lại cái cách mà tìm ma trận tổng cầu đó. Thì ma trận tổng cầu là ma trận X thì nó theo công thức là bằng X bằng là Y trừ A mũ trừ 1. Thấy không? Mũ trừ 1. Tức là ma trận nghịch đảo của ma trận Y trừ A mũ trừ 1 và nhân cho ma trận B như thế này. Đấy, chúng ta phải nhớ cái công thức này. Đó, thì trước tiên để làm cái này đó thì các em phải gọi ít là ma trận tổng cầu. À, chúng ta gọi ít là ma trận tổng cầu. Đây, chúng ta gọi ít là ma trận tổng cầu. Và như vậy thì chúng ta dựa vào công thức đó đó thì chúng ta phải có cái ma trận Y trừ A. Y là ma trận đơn vị cấp 3 tại đây nó có 3 ngành. Cho nên đây mình phải tìm mình lấy y ma ma trận y trừ ma trận a thì ma trận y của mình là ma trận đơn vị cấp 3 ma trận đơn vị cấp 3 mà trừ cho ma trận a thì nhắc lại ma trận đơn vị nè ma trận đơn vị thì nó sẽ có dạng là 1 0 0 này số 0 1 0 0 rồi 0 1 0 0 1 0 001 như thế này. Em lên trừ cho ma trận A thì nó trừ hai ma trận thì mình sẽ trừ từng từng cái phần tử trên cùng vị trí với nhau. Ví dụ chỗ này số 1 em trừ cho 0,4 thì nó ra sẽ là 0,6. Như vậy thì ở đây mình sẽ được ma trận Y trừ A nó sẽ là như thế này. À, đây ma trận Y trừ A. Ma trận Y trừ A là ma trận này. À,
này, thì em lấy số 1 mà trừ 0,4 thì nó ra 0,6 này, rồi đó là 0 mà trừ cho 0,2 thì nó ra trừ 0,2. Tóm lại là em lấy y trừ a, tức là những cái phần tử trên đường chéo chính đó, em đổi em lấy 1 trừ nó, lấy 1 trừ nó, còn những cái phần tử ngoài đường chéo chính đó, những phần tử ngoài đường chéo chính thì em xin dấu trừ vào thôi. Đấy, thì cái y trừ a nó chính là cái này đó. Và sau đó là mình sẽ tìm ma chặn c. Ma chặn c chính là y trừ a mũ trừ 1, bằng cách là mình lấy ma chặn nghịch đảo của ma chặn y trừ a. Thì ở đây em bấm máy ha, bấm máy tìm thì chấp nhận bấm máy tìm ha, tức là mình sẽ bấm menu 4 nè, tạo ma chặn a nè. Ma chặn a ở đây là mình bấm vô là ma chặn y trừ a luôn ha, nó phải ba dòng ba cột, thì mình bấm trực tiếp ma chặn này luôn nè, 0,6 trừ 0,2 trừ 0,1 trừ 0,1 0,7 trừ 0,4 đấy. Thì sau khi em nhập ma chặn a vô thì em bấm ac ha, rồi sau đó từ cái phím option là em lại lôi ma chặn a ra đó, thì em bấm thêm cái dấu x mũ trừ 1 chỗ này. Đấy, thì nó sẽ bằng ma chặn y trừ a mũ trừ 1, y trừ a mũ trừ 1 ha. Thì ở đây nó là cái phần tử đầu tiên nó là 2,05 nè, phần tử tiếp theo là 0,8, 0,75, 0,75, 0,2 là 2, 1,25, 0,8, 0,8 và 2. Đấy, thì được ra được ma chặn hệ số chi phí toàn bộ. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng công thức là ma chặn tổng cầu x nó sẽ bằng ma chặn y trừ a mũ trừ 1 nhân ma chặn b. Thì ở đây ma chặn y trừ a mũ trừ 1 của mình chính là ma chặn này, và ma chặn b chính là ma chặn đề nó cho nè, 40 110 40. Đấy, thì nó cho dạng cột, mà dạng b là dạng cột. Thì mình nhân hai ma chặn này, thì ở đây đó thì chúng ta sử dụng kỹ thuật bấm máy, chúng ta sẽ nhập thêm ma chặn b vào, nhập thêm ma chặn b vào, để chẳng hạn như đây là bấm số 1 và tạo ma chặn này, nhập thêm ma chặn b số 2. Ma chặn b thì nó có ba dòng mà một cột phải không? Đấy, thì mình bấm 40 nè, 110 rồi 40 đó. Rồi sau đó bấm AC ha, thì hai ma chặn này nhân với nhau đó, thì cái ma chặn đầu của nó chính là y trừ a mũ trừ 1, tức là ma chặn trong máy tính của mình nó chính là ma chặn a mũ trừ 1. Mình bấm thêm mũ trừ 1 nữa ha, và mình sẽ lôi thêm ma chặn b vô nữa. Đấy, mình bấm dấu bằng ra thì lúc này nó sẽ ra ma chặn là gì, ra ma chặn là 200 300 200. Đấy, như vậy thì cái này có nghĩa là tổng cầu của ngành 1 là 200, tổng cầu của ngành 3 là 300, của ngành 2 là 300, và tổng cầu của ngành 3 là 200. Đấy, đấy mình sẽ kết luận lại. Đấy.